Xin chào tất cả mọi người. Mọi người, hôm nay là ngày thứ 6 này, mình vừa đi ngân hàng về. Hôm nay lý do đi ngân hàng sớm là mình đi rút lương. Thực ra là lương của YouTube ấy thì là nó sẽ vào ngày 24 hoặc 25 ấy. Thế nhưng mà đợt vừa rồi là mình bận quá cho nên là với lại kiểu tuyết rơi nhiều cũng không đi được ấy. Thế là hôm nay tranh thủ ra bên ngoài mua với lại tạt đi lĩnh lương với lại tạt vào cửa hàng này. Đi siêu thị, đi vào cửa hàng Việt Nam mua cái này. Mình rất thích ăn cái món này mọi người. Cái này gọi là cái nem Thanh Hóa. Đây này. Mấy lần về Việt Nam nó cũng không có được ăn tại vì ở mình quê mình thì có các loại nem khác cơ, người ta trộn thính cơ. Thế là cái này rất là ngon luôn mọi người. Mình mua khoảng tầm hình như là hai mấy cái ấy. Ăn xong rồi anh chồng mình thì anh không biết ăn cho nên có một mình ăn thôi. Đấy, để vào đây xong rồi ra miếng, làm miếng rất là ngon luôn. Còn cái này là xôi này. Cái xôi này thì thôi lá gì quên mất rồi. Thế nhưng mà nói chung là mình cho vào lò với sóng, mình quay khoảng tầm 2-3 phút sau đó mình ăn thì cũng giống y như là cơm ấy, ngon lắm. Bao nhiêu lần về mẹ hỏi nó có mua gì mang sang không, phải mang đi cho đỡ sau này đỡ phải mua. Cứ bảo là bên này cái gì nó cũng có, không có phải mang gì hết. Thế là bây giờ mới nhớ ra lần sau mà về Việt Nam mình sẽ mang cái này nhiều răng. Cái này với mấy cái loại quả mơ mọi người. Mơ rồi ô mai các thứ ấy. Mình cũng rất là thích ăn mấy cái đấy. Thế nhưng mà chẳng nhớ gì cả, cứ mãi chơi. Thế là hôm nay trong cốp xe bây giờ là nguyên một thùng đồ này. Tại vì sáng mai là chuẩn bị về quê cho nên là mua cho bà ít trái cây này, với lại kẹo bánh các thứ để ở nhà bà ăn cho đỡ buồn ấy. Xong rồi tí nữa này đi sửa điện thoại cho em Minju nữa. Điện thoại tự nhiên nó gặp một cái vấn đề còn trục trặc một tí. Thế là sửa chắc là cũng nhanh thôi. Xong rồi mình về. Tối nay là phải xem bóng đá Việt Nam nha mọi người. Mình đã mua tôm của Việt Nam, cái loại mà người ta tách sẵn rồi ấy, để mình làm tôm chiên này. Rồi nói chung là nhiều món lắm. Thế nhưng mà tại vì chúng nó ở nhà đó mọi người, bữa trưa cũng ăn, bữa sáng cũng ăn cho nên là cứ mua sẵn để đấy. Thực ra trong tủ lạnh nhà mình là đồ ăn cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà cứ phải mua tại nhà có trẻ con. Ngon ơi ngon luôn. Mà cái này ăn một lúc mà ăn một cái không thông mọi người, phải ăn mấy cái. Cho anh chồng ăn một lần rồi anh chê, anh bảo là cái món gì mà mình cũng khó tả cơ. Trời ơi, bên ngoài rõ to mỗi tội lá chuối nhiều. Thực ra là mình mua thêm cả một con gà ta nữa để về hầm sâm mọi người. Bạn sẽ ăn cái món gà hầm sâm đó. Không cay mấy. Hình như cái món này là đặc sản của Thanh Hóa mọi người. Công nhận người ta làm rất là ngon luôn, vị vừa ăn. Chắc đây không phải quảng cáo đâu nha mọi người. Mình thích ăn thì mình mua. Có cả cái vị tiêu nữa. Tiêu thỉnh thoảng cứ cay cay á. Hiện tại trong xe là không có chin su, chứ nếu mà ăn ở nhà á, chấm với cái chin su đỏ của Việt Nam ấy thì rất là ngon luôn. Bây giờ mới có 3 giờ chiều mà mọi người để ý này, thời tiết rất là âm u luôn. Ở bên Hàn mùa đông có nhìn thấy ánh nắng rất là khó luôn. Âm u xong rồi nên không bảo là ngày mai có cả mưa nữa. Đường thì vắng tanh. Cứ bảo làm sao mà người Hàn hay bị gọi là trầm cảm. Rồi bây giờ về nhà rồi mọi người ơi. Bao nhiêu đồ này, sách kiểu gì. Hôm nay mình đã đầu tư cho bản thân một bộ mỹ phẩm rất là siêu và xịn sò luôn. Gặp đúng em Min chứ, mới đi học về. Thử gọi. Thời tiết rét đeo cái mũ len này. Đấy, đi học thêm về đấy. Bây giờ mình sẽ nhờ Min chú cầm hộ một ít. Nó thích chiên xù. Đây, hạt điều nữa này. Rất thích ăn hạt điều, mỗi tội đắt lên. Cái chỗ này gần 30.000 won, 600.000 cái bịch này một cân. Thôi cái này để tí nữa anh xuống ấy. Còn cái này là cho mẹ mình. Trái cây với rong biển với lại các thứ. Thôi nặng lắm, không tha được. Như sợ áp tạc. Áp tạc á. Chết. Ok, thì một mình mẹ quan sách hai cái. Rồi đi lên thôi. Cái chỗ này tuyết rơi gọi là mấy tuần rồi, bây giờ nó vẫn chưa tan hết này mọi người. Kiểu thời tiết nó rét đấy, nó không tan. Buổi sáng này có mấy bác lao công thì bác ấy dọn hết là một cái khu như này.
để cho mình đi cho đỡ trơn ấy, rất là vất vả luôn. Trông dễ thương chưa, nhìn như là học lớp 2 lớp 3 ấy. Bây giờ đang chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện ra là hết cái gạo mọi người ơi. Không đủ nấu một bữa, vừa nãy đi siêu thị mà quên. Thì là hôm nay chắc là mình sẽ ăn cái món gọi là bánh gạo, canh bánh gạo với lại chiên tôm để ăn nha mọi người. Anh chồng mình đang nhờ anh ấy lấy đồ đá bóng bắt đầu hôm nay có sớm cho nên chắc là nhà mình xem được. Hai cái túi đồ của mình. Ông bác chúc tôi xem cái gì. Ừ. Đi xuống dưới tầng 1 có mỗi tí mà phải xem ở trên điện thoại đó mọi người. Tôm thì mình đã thấm cho nó khô, sau đó mình một chút muối và một ít tiêu. Bột mì này, với lại trứng đánh lên, sau đó mình sẽ nhúng với lại cái bột bánh như là được. Đây, đang nhờ em Minchu giúp đỡ mẹ ngoan này. Mua mỹ phẩm cho cái chị kia, chị cho cái đôi dép trông rất là dễ thương luôn. Minchu chành này. Minh chưa đang hộ mình quá. Mình thích ăn mỏng mỏng, thế nhưng mà khi mà mình ra ngoài mua ấy là người ta cứ làm cho cái con tôm nó to phồng lên. Còn ở nhà mình thì cho bình thường thôi cũng được. Thận ấy Minh chưa. Đấy. Minh Chu nhà mình là mỗi lần hộ mẹ ngoan là giỏi lắm luôn mọi người ơi. Anh Đông Quân thì không hộ mấy, nhưng mà Minh Chu thì cực kỳ là thích. Đấy, trứng rồi đây, chắc là thiếu bột bánh rồi, cho thêm tí nữa. Làm cái món này thì được cái là nó đơn giản, kiểu nó nhanh ấy. Mình thích chấm với lại chin su, còn bên bọn trẻ con thì lại chấm với cái nước sốt vàng. Ở đây hai loại cái tôm này là đều của Việt Nam hết nha mọi người, nó mềm ngon á, mua tôm của Hàn nó không ngon. Rồi mọi người, sau một thời gian thì hai mẹ con mình đã làm được một đĩa tôm chiên xù rất là ngon này. Còn một tí nữa nhưng cái chỗ cuối nó hơi nhiều, còn nhiều bọt. Còn em Minh Chu thì tất nhiên không thể bỏ qua được cái giai đoạn này rồi, cực kỳ là thích nghịch gọi là bột mì hồi nhỏ ấy. Là mẹ ngoan hay nặn đất ấy, à nặn bột mì cho xong cho hai em chơi đây này. Đấy, tí nữa là lo không sao. Chứ rồi mọi người hôm nay sao chồng mình bảo là đội Indonesia nó khỏe lắm kìa. Thế là đang lo. Chết mong mà đừng thua. Opa, hình thức đó, đi kì kì cấp. Mình bảo là Việt Nam có thắng được không? Anh bảo là chưa biết được, có khả năng là khó khăn kìa. Đấy, bây giờ nhà mình ăn thì mọi người, cái canh này gọi là canh có cả hành thôi, nhưng mà bọn trẻ con nó không thích cho mình bỏ hành rồi. Wow. Nhà ngồi vừa xem bóng đá vừa ăn. Rồi, hết. Hiệp 1 của trận hôm nay đội kia nó giỏi thật mọi người ơi. Mấy cái người bình luận viên người ta cũng nói thế cả. Bực chà. Đấy, trong lúc chờ đợi thì nhà mình sẽ ăn cái món này. Tắc cúc. Gọi là cái món tắc cúc. Chúng
gọi là bị bản quyền không, bảo chắc không, mình quay có tí một thôi không sao. Wow. Rồi, bây giờ xin mời tất cả mọi người, mình sẽ ăn cái mắm tôm trước này. Cái này là mấy cái mắm tú ấy, mình cho nó ăn cho nó thơm ngon. Tất cả ăn đơn giản này thôi. Bánh dây cái gỗ đó. Bánh to chiên sụt những cái bánh xéo. Chấm chiên sụt nó ngon. Hàn Quốc cũng mặn đúng không? Phải chữa được sao? Cái nào cũng đồ được. Trong mấy năm khen là cái món mình là nấu ngon. Bọn này các bạn nó vứt hết đi cái đuôi này. Cái món này thường thường là người ta hay ăn vào cái dịp Tết ấy, để thêm một tuổi mới mọi người. Nhưng mà nhà mình thì dạo này có bọn trẻ ở nhà, cho nên là mình nấu gọi là coi như là bữa phụ. Ngon lắm. Ngon quá. Bánh gạo nó dẻo dẻo mềm mềm ngon. Đúng là phải cho 3 quả trứng, nhưng mà nhà nó có 2 quả nên cho 2 quả. Ngon. Chỉ có một cái không? Cái bàn ăn rộng to đẹp, ngồi ngồi đây xem không đã. Thỉnh thoảng thay đổi tí này thấy ngon. Bánh hình đất ăn rồi kìa. Đúng không? Đúng không? Mẹ cái chín xu này chấm cái gì nó cũng hợp. Có cái gì không? Có cái gì trên tay? Còn hay luôn. Ngoài là tóc cũng ngủ. Chín xu 끝났어. 형건아, 오빠 친수 좀. 밥 좀 해 주자.
맛있어. 저 밥통인가 어딘가? 아싸해. 축구가 많이 올라왔네. 잘 나왔네. Indonesia đã chuẩn bị rất là kỹ trước khi gặp đội Việt Nam. Wow. Cảm ơn. Mấy cái bông này cảm ơn. Thế là mình bán nhiều số. Bán nhiều. Hôm nay mang đôi xin gặp thầu bán chả nè. Mang đôi chân chỗ gần một chỗ nào mình mua hai loại tôm, một cái loại nó to gấp đôi luôn. Nếu mà biết như thế này thì chắc là lần sau mình chỉ mua cái loại to thôi, tại vì mình giá nó cũng dễ. To hơn hẳn đi, giá thì nó như nhau, cũng có tội là kiểu nó cho loại nhỏ thì 30 con và cái này chỉ được có 15 con. Chúng ta bọn Indonesia có ăn chứ bọn Indonesia có ăn chứ. Không phải là đội Indonesia của ngày xưa. Ăn xong rồi còn chưa cần dọn này mọi người ơi. Hai anh em nhà này thì bên trong bóng đá, bên ngoài cũng muốn bóng đá luôn. Bắt đầu hiệp 2 rồi. Tôi hy vọng là vào một quả đi cho nó gọi là yên tâm tinh thần. Ừ. Ủa, mấy cái quả này là phải rất là nguy hiểm này. Minchu đứng kiểu gì kia con. Ông giám ông huấn luyện viên kia cũng là người Hàn. Cẩn thận. May quá. Chú có mang cho bài không? Ông quên cả chị chôm cho bà. Good. Vỗ tay rồi, có vào được quả nào đâu. Chồng bánh quả là hôm nay là ở đội kia đá ở Indonesia mà không nghe là cũng được. Rồi và thế là tỷ số là 0-0 mọi người ơi, hơi đáng tiếc một chút, thế nhưng mà không sao. Mấy hôm nữa là lại gặp mặt nhau ở sân Mỹ Đình, hy vọng là sẽ có một cái kết quả tốt hơn là bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy xong rồi đi chỉnh sửa video này. Còn rửa bát nữa, người ăn cơm xong chưa rửa bát mọi người ơi. Rồi hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.